mời quý vị đến với chương trình Chuyển động 4.0 trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cập nhật những chuyển động về kinh doanh và tài chính trong kỷ nguyên số. Và ngày hôm nay vẫn một tiếp tục một chủ đề mà chúng tôi nghĩ là không bao giờ cũ, đó là quản lý tài chính cá nhân, đặc biệt dành cho những người trẻ đang đi làm. Xin được hân hạnh chào mừng đến trường quay Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, là chuyên gia kinh tế, một gương mặt rất quen thuộc về chủ đề này. Và trước khi bắt đầu chương trình thì mọi người cùng xem qua một đoạn ghi nhận ngắn sau đây. Với thu nhập hàng tháng thì mình sẽ chi tiêu vào việc ăn uống, đi lại, rồi sinh hoạt như là với bạn bè. Và mình sẽ trích ra một phần để tiết kiệm cho những cái việc đột xuất hay là đầu tư cho tương lai. Thì mình sẽ tiết kiệm khoảng 8 triệu hoặc là 7 triệu. Còn lại thì mình sẽ chi tiêu cho việc là sinh hoạt nhà, sinh hoạt phí, ăn uống. Riêng bản thân mình á, thì mình sẽ phân bổ chắc có lẽ là 6-4. Là trong đó phần 4 là mình sẽ sử dụng để tiết kiệm lại hết phần đó. Còn phần 6 thì mình sẽ sử dụng vào các việc cá nhân, ví dụ như là lo về các khoản học phí. Thứ hai nữa là mua các vật dụng cá nhân như quần áo hay là các mỹ phẩm. Thứ ba nữa là mình sẽ sử dụng nó để đi vui chơi với bạn bè, hội họp thư giãn hoặc là đi du lịch. Với thu nhập hàng tháng của mình thì phần chi lớn nhất của mình là phần chi vào tiền nhà, kế tiếp là những cái khoản tiền như ăn uống, đi lại. Ngoài ra mình cũng dành một khoản tiền khác cho những hoạt động ngoại khóa như là đi tập gym hay là đi chơi thể thao. Cũng có một phần nhỏ là mình để dành tiết kiệm và gửi về cho gia đình. Ngoài cái khoản thu nhập chính của mình hiện tại thì mình còn có hiện tại là làm một cái team sub nhỏ. Và ngoài ra lâu lâu mình có nhận chụp ảnh, quay phim. Đó là một cái khoản thu nhập thêm của mình. Hiện tại thì mình cũng có nhận thêm dựng phim về quảng cáo, MV. Mục đích cũng tìm kiếm thêm thu nhập và tìm kiếm mối quan hệ, cơ hội tốt hơn cho tương lai. Nó cũng liên quan đến ngành hiện tại của mình đang làm. Nhưng mà mình cũng nhận vừa phải để mình cân đối thời gian và công sức cho công việc hiện tại. Mình mở một cái quán nhỏ nhỏ hoặc là mình đi đầu tư. Trong 2 năm tới thì mình muốn thu nhập hàng tháng khoảng tầm 30 đến 40 triệu một tháng. Và với mức thu nhập đó thì mình có thể tiết kiệm được một khoản tiền khoảng tầm 200 đến 300 triệu để mình mở studio chụp chân dung. Nó sẽ tốt hơn cho cái con đường sự nghiệp cũng như tài chính cá nhân. Mình có một cái khoản thu nhập chắc mong là gấp đôi hiện tại để mình có một cuộc sống nó tốt hơn. Và ngoài ra mình cũng mong muốn là để dành một cái khoản tiết kiệm khoảng 100 triệu gì đó để bắt đầu những cái công việc kinh doanh riêng của bản thân mình. Vừa rồi là một đoạn ghi nhận liên quan đến chủ đề quản lý tài chính cá nhân, một chủ đề mà chúng tôi nghĩ là rất là quan trọng nhưng mà chúng ta thường hay xem nhẹ. Và hôm nay thì chúng tôi muốn nói về cái mức thu nhập là khoảng tầm 20 triệu đồng một tháng, một mức thu nhập của một người đang đi làm việc văn phòng mà làm sao để quản lý. Mà trước khi đi vào chi tiết một cái mức thu nhập như vậy, quản lý như thế nào, thì xin anh Điền cho biết về một cái nền tảng căn bản, những cái kiến thức căn bản về quản lý tài chính cá nhân mà chúng ta cần phải nắm rõ, những điều mà chúng ta ít được dạy trong trường nhưng nó lại vô cùng quan trọng với cuộc sống của chúng ta. Dạ. Mình nói quản lý tài chính thì nghe nó nghe nó to tát ha. Nhưng mà nghe nó hơi xa lạ, nhưng mà thực tế thì anh Khánh cứ hình dung như thế này. Đó là trong cái hoạt động hàng ngày của mình á, ví dụ như là hàng ngày thì mình thực hiện rất là nhiều cái hoạt động. Là sáng mình mở mắt ra cái mình vệ sinh cá nhân, rồi mình đi ăn sáng, rồi sau đó mình đưa con đi học, cái mình đi làm. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy nó có một cái đạo lý nằm ở chỗ này nè. Nghĩa là tất cả các hoạt động của mình á, là suy cho cùng á, đó là mình sử dụng cái tài sản mình có. Mà tài sản mình có là gì? Ví dụ như tiền mặt. Ví dụ giờ mình muốn đi ăn sáng mình phải có tiền mặt. Đó. Ví dụ mình ở nhà thì mình phải có nhà cửa. Mình muốn đi làm thì mình có xe. Nói chung là phần lớn các cái hoạt động hàng ngày của mình á, suy cho cùng á, là mình đi sử dụng cái tài sản mà mình có. Mình có nhiều mình xài kiểu nhiều, mình có ít mình xài kiểu ít, mình hiểu nôm na như thế. Đó. Như vậy thì nhưng mà quy về tài chính á, tức là nó nói về cái hoạt động của một con người thì nó rất là nhiều, nhưng mà quy về tài chính á, suy cho cùng á thì nó cũng là tiền vào tiền ra. Ví dụ như chúng ta ăn sáng là chúng ta xài tiền. Chúng ta đưa con đi học là chúng ta xài tiền.
À, chúng ta đi chơi, chúng ta thư giãn là chúng ta xài tiền, cái đó là tiền ra. À, chúng ta đi làm là chúng ta kiếm tiền, đó là tiền vô. Như vậy thì cái mục tiêu của mình á, cái mục tiêu trong cuộc sống của mình á, nghĩa là trong cái hoạt động hàng ngày á, mình đi xoay sở thì sao? Để cái mình kiếm được á, nó phải nhiều hơn cái mình chi ra. Đó, mà khi mình kiếm được nó nhiều hơn chi ra thì nó quay ngược lại cái phần trên lệch đó, nó đập vô cái tài sản của mình. Ví dụ giờ tôi đi tháng này tôi kiếm được 20 triệu, tôi xài 10 triệu thì tôi còn lại là 10 triệu đúng không? Cái 10 triệu này nó sẽ đập vào cái tài sản. Và khi mà cái tài sản của mình nó càng lớn bao nhiêu không, thì cái tài sản này nó có khả năng nó sinh lời. Đó, cho nên nếu mà nói nôm na quản lý tài chính cá nhân á, thì mình hiểu nôm na là thứ nhất đó là nó có 4 cái nội dung quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải làm sao để mà kiểm soát cái chi tiêu. Thứ hai là chúng ta phải làm cách nào đó để chúng ta gia tăng cái thu nhập. Đó. Rồi thứ ba là sau khi mình đi làm á, mình có cái thu nhập nó nhiều hơn cái chi tiêu rồi đó, thì mình có tích lũy được tài sản đúng không? Thì chúng ta sử dụng cái tài sản đó sao cho nó có khả năng sinh lời, nó tạo ra một cái nguồn thu cho mình để cái thu nhập của mình ngày càng cao. Nghe thành công của con người là ngày hôm nay, ngày mai thì thu nhập phải cao hơn ngày hôm trước, thì đó mới là thành công. Đúng không? Và thật ra đó, nếu mà chúng ta chỉ đi làm bình thường đó, thì có thể thu nhập mình nó chậm tăng. Nhưng mà nếu như chúng ta biết tích lũy tài sản và chúng ta dùng cách nào đó để cho gia tăng cái tài sản, nó rất là tốt. Và cái nội dung cuối cùng đó, thì muốn tăng thu nhập là chúng ta phải sử dụng tốt tài sản. Nhưng mà nếu mà chúng ta chờ cái tài sản mình đủ lớn đó để mình tạo ra cái thu nhập thì nó rất là khó. Trên lúc đó chúng ta phải tìm một cái nguồn khác. Đó, cái này chúng ta hay gọi là đòn bẩy tài chính. Nghĩa là bây giờ tôi có 100 triệu nhưng mà tôi hoàn toàn có thể đầu tư được 200, 300, ví dụ như thế. Thì nó tạo ra mức sinh lời nó nhiều hơn. Đó, thì nói cho cùng á, quản lý tài chính cá nhân là nó xoay quanh 4 vấn đề ha. Thứ nhất là làm sao để chúng ta kiểm soát chi tiêu. Thứ hai là làm sao để chúng ta để gia tăng thu nhập. Cái thứ ba là chúng ta phải làm sao để cái tài sản của mình á, nó tạo ra cái sức sinh lời cao. Và cái cuối cùng đó là chúng ta biết sử dụng cái đòn bẩy tài chính để mà chúng ta gia tăng cái thu nhập mình nhiều hơn nữa. Nó có 4 cái nội dung như thế. Một cái tâm lý mà cũng khá là phổ biến, tức là nhiều người bảo rằng là thu nhập của tôi còn thấp quá thì nghĩ gì tới chuyện này làm gì, không coi như từng chi tiêu xài còn không đủ nữa, lấy đâu ra tiết kiệm, thì tại sao tôi phải nghĩ tới quản lý tài chính cá nhân khi mình thu nhập tôi chưa cao, thì đó có phải là một cái tâm lý đúng không thưa? Nếu mà nghĩ như vậy á, thì cả đời này nó cũng vậy hoài. Anh Khánh nói một cái câu nói mà có một câu hỏi rất là hợp lý mà bản thân ai cũng đã từng trải qua hết. Ví dụ như bản thân tôi 10 năm về trước thu nhập tôi một tháng thí dụ như là chỉ tầm khoảng có 10-10 mấy triệu thôi đó, nhưng mà chỉ cần trong vòng khoảng 5-10 năm thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Như vậy thì chúng ta cứ hình dung như là khi mà chúng ta mới bước ra đi làm, ví dụ một bạn sinh viên mới tốt nghiệp đi, thì mới bước ra đi làm thì lương mình cái tầm khoảng có nó trên dưới 10 triệu mình hiểu hôm nay như thế ha. Như vậy thì lúc đó là nói trắng ra là lúc đó cái thu nhập mình nó còn thấp. Như vậy thì khi thu nhập còn thấp thì chúng ta phải có một cái ý thức, đó là chúng ta phải biết kiểm soát chi tiêu. Mà bây giờ là kiểm soát chi tiêu bằng cách nào? Nói thì mình hiểu năm nay tại vì lúc mình mới ra trường mà mình cũng chưa có cái nhu cầu xài tiền nhiều như là lập gia đình đâu. Chúng ta tranh thủ cái lúc này chúng ta phải làm sao chúng ta kiểm soát chi tiêu bằng cách nào? Thứ nhất, cái nào mà chúng ta cảm thấy nó không cần thiết thì chúng ta nên hạn chế. Thí dụ giờ tôi cũng có nhu cầu đi lại, thí dụ như thế, đi lại. Thế đi lại nó có nhiều cách đi, phải không? Nhưng mà một là tôi lấy xe máy tôi lấy xe đạp tôi đi xe ôm, tôi đi ô tô, ví dụ như thế. Nếu mà cái lúc mà tài chính tôi tốt rồi đó thì tôi muốn đi gì tôi đi à. Nói chung là tôi không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà cái lúc mà tài chính mình thấp á, thì bây giờ á, mình làm sao để mình vẫn thỏa mãn được cái nhu cầu này với cái chi phí là thấp nhất. Thứ hai á, là những bạn trẻ thì hay có kiểu hay có một cái tâm lý là chi tiêu theo cảm xúc đó, có nghĩa là ví dụ giờ bạn bè nó có điện thoại thì rồi mình cũng muốn có. Tôi đi vô mấy cái khu công nghiệp tôi thấy mấy anh chị công nhân lương rất là thấp, chẳng hạn như là 7-8 triệu, dạ đúng, mà xài điện thoại còn xịn hơn cái điện thoại của tôi bây giờ. Điện thoại xịn hơn tôi rất là nhiều. Sẵn sàng đi vay, nói chung là đi vay ngân hàng mà trả góp á, thì thường thường cái lãi suất nó rất là cao để chi tiêu. Đó, cho nên là mình phải cảm thấy là ở cái khoản chi nào mà nó thật sự cần thiết thì mình chi, và mình có nhiều phương án để chi vẫn thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Đó, cái nguyên tắc thứ hai á là tuyệt đối khi mà thu nhập mình còn thấp nha, đó là tuyệt đối mình không được tiêu những cái thứ mà tiêu sản. Đó, ví dụ là gì anh? Mình hiểu hôm nay vậy nè. Khi mình muốn nói chung á, như tôi nói là trong đạo lý hàng ngày là mình sử dụng tài sản đúng không, để là sao cho cái tài sản mình nó sinh lợi. Ví dụ tôi mua chiếc xe tôi đi làm thì tôi có thu nhập, mình hiểu hôm nay vậy đó.
Nhưng bây giờ, ví dụ giờ tôi mua một cái chiếc xe xịn để làm gì? Thì tôi cũng đi làm thôi, đúng không? À, rồi tôi mua cái điện thoại xịn để làm gì? Tại khi thu nhập tôi còn thấp. Đó, như vậy thì rõ ràng tôi mua nó về, nó chẳng những không có phục vụ cho tôi gia tăng thu nhập mà tôi còn phải tốn tiền cho nó. Ví dụ tôi mua xe tôi phải đổ xăng, mua ô tô tôi phải đổ xăng, ví dụ như thế. Đó là mình mua điện thoại xịn thì có rủi ro là bị người ta giật nó. Ví dụ điện thoại của tôi chẳng ai lấy, tôi ăn uống xua chừng nào. Không, nhưng mà nếu mà tôi xài điện thoại xịn thì tất nhiên là tôi phải giữ. Đó, có nghĩa là mình đừng có tiêu những cái thứ tiêu sản, tiêu những cái thứ lãng phí, và chúng ta chỉ chi tiêu vào những cái thứ mà nó có khả năng sinh lời á. Đó, nó vừa phục vụ cho cuộc sống. Ví dụ chi tiêu cho học hành, học để có kiến thức, học để có khả năng, để mình có cái cơ hội, mình có công việc làm tốt hơn, mình có thu nhập cao hơn. Thì những cái thứ đó mình cần chi tiêu. Tập trung vào những thứ mà có thể sinh lợi cho mình. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm sao để mà kiểm soát cái chi tiêu mà khi thu nhập thấp. Như vậy thì bây giờ chúng ta đang nói là bây giờ thu nhập 15 triệu. Lấy ví dụ 20 triệu đi. 20 triệu đi. Con số 20 triệu. Rồi 20 triệu. Giờ 20 triệu đúng không? Bây giờ khi mà tôi mới ra trường là 20 triệu đi. Ví dụ hay đi làm thời gian thì 20 triệu đi. Thì lúc nào tôi phải đặt cái mục tiêu đó là tôi phải tiết kiệm được bao nhiêu đó. Thí dụ tiết kiệm tháng được 10 triệu chẳng hạn. Thí dụ như vậy thì năm tôi được 100 triệu rồi. Như vậy thì nếu mà 10 triệu, 20 triệu có thể chưa làm được cái gì từ cái đồng tiền tiết kiệm đó. Nhưng mà nếu chúng ta tiết kiệm được 50 triệu thì có thể mua cổ phiếu được rồi. Đúng không? Tức nghĩa là 10 triệu, 20 triệu thì mình có thể gửi ngân hàng, mình lấy tiền lãi thôi, thì cái sức sinh lời nó không cao. Nhưng mà nếu 100 triệu là tôi có thể mua cổ phiếu rồi. Đó, thí dụ như vậy. Tức là chọn một công ty tốt rồi tôi mua thì hàng năm trả cổ tức, nếu mà giá cổ phiếu lên tôi bán, ví dụ như vậy, nghe tôi có thêm một cái nguồn thu nhập nữa. Đó, như vậy thì mình phải ý thức tiết kiệm dù ít hay dù nhiều. Nhưng mà ít ngày hôm tháng này nó ít, nhưng mà tháng sau cộng lại, tức là một chuỗi thời gian, ví dụ như anh làm ý thức cái việc đó trong 3 năm thì anh có một số tiền nó không phải là nhỏ. Ví dụ như 3 năm mình tiết kiệm có thể là được khoảng cỡ 100-200 triệu. Và 100-200 triệu đó mà nếu như chúng ta có thể nghiên cứu các cái cơ hội làm ăn gì đó thì mình để tạo ra một cái nguồn thu từ cái tài sản mà mình tiết kiệm được. Đó, cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta phải ý thức trong cái vấn đề chi tiêu. Và phải kiểm soát thật chặt. Có nhiều bạn nói ủa mà chi tiêu mà tiết kiệm kiểu như thầy nói, kiểu như anh nói vậy là sao xấu. Cái này mình phải hiểu là gì nè, nó chỉ là một cái thời gian, là một giai đoạn đầu thôi. Cái nghĩa là giai đoạn đầu khi thu nhập mình thấp mình phải ý thức chuyện đó, nhưng mà sau khi mình có được cái nhiều cái nguồn thu rồi thì lúc đó chi tiêu nó thoải mái hơn. Chứ không ai bắt, ví dụ như 5 năm sau tôi không bắt bạn là chi tiêu giống như bây giờ. Đó, bạn phải có chi tiêu khác đi. Tại sao? Lúc đó cái thu nhập bạn nó khác rồi, bạn hoàn toàn có thể có một cái cách chi tiêu nó thoải mái hơn. Nhưng mà chúng ta trong cuộc sống mà cái gì cũng vậy thôi, cũng phải chịu khó chịu khổ một thời gian. Chúng ta muốn có tương lai thì hiện tại chúng ta phải bỏ ra, chúng ta phải hy sinh, đó là đạo lý. Chứ còn chúng ta không bỏ ra, không hy sinh gì hết mà muốn có thì làm sao mà có. Bây giờ được. mình phân tích kỹ vô cụ thể một trường hợp, ví dụ như là với 20 triệu đồng một tháng thu nhập đó, thì theo anh thì với 20 triệu đó thì mình sẽ phân bổ ra sao, tức là bao nhiêu nên dành cho tiết kiệm, bao nhiêu nên dành là cho chi tiêu, rồi với cái mức đó thì mình sẽ phân bổ như thế nào? Thì thật ra cái câu hỏi của anh Khánh cũng có nhiều người hỏi, nhưng mà theo tôi á, nó không có cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó đâu. Cái chuyện mà phân bổ bao nhiêu đó, nó là tùy vào cái hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người. Chẳng hạn như tôi nói cái lúc mà tôi mới ra trường á, là gần như tôi chi tiêu hết. Nhưng mà cái chi tiêu của tôi á là chi tiêu cho học hành, thì nó là chi tiêu để tăng cho năng lực. Đó, nghĩa là sau khi mà tôi có đạt được một, tôi nghĩa là giống như là quy luật mà lượng chất á, mà có nghĩa mình hiểu hôm nay vậy đó. Có nghĩa là ngày xưa ngay cả thu nhập tôi rất là thấp, nhưng mà tôi toàn bộ cái việc đó tôi chi tiêu cho việc học, để làm sao tôi nâng cao cái năng lực, cái trình độ thì nó giúp và tôi biết rằng là đó là một cái khoản đầu tư của tôi. Đó, nhưng mà sau này thì tôi có thể kiếm tiền được từ cái việc mà năng lực của lên cao hơn. Cho nên ý muốn nói là chúng ta phân bổ như thế nào thì đó là tùy, nhưng mà nói gì nó cũng phải tiết kiệm. Đúng không? Phân bổ cho mình cảm thấy là mình lưu ý ở đây tiết kiệm nó khác với keo kiệt nha. Có nghĩa là tiết kiệm có nghĩa là mình không có xài lãng phí, cái gì cần thì mình xài. Mình có thể xài cho bản thân mình có gì đó ha. Tất nhiên là mình phải có ý thức tiết kiệm, bởi vì trong cuộc sống nó có nhiều cái rủi ro. Và thứ hai nữa là có được một cái khoản tích lũy thì mình mới nghĩ đến cái chuyện mình đầu tư đó. Thì cho nên ý nó là ví dụ có nhiều người ta nói là phải chi tiêu bao nhiêu, rồi tiết kiệm bao nhiêu, rồi bao nhiêu cho học hành, bao nhiêu cho bảo hiểm á. Thì cái chuyện đó là cái tùy vào cái hoàn cảnh điều kiện của mỗi người. Nhưng mà chúng ta phải ý thức được là chúng ta phải có một cái khoản để dành tiết kiệm, một cái khoản chi tiêu để đầu tư cho tương lai, đầu tư cho bản thân mình. Đó, một cái khoản để mà dự phòng rủi ro.
và cái số bao nhiêu, phải không? Nó là tùy vào cái hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người đó rõ ràng. Đúng rồi, nhưng mà nó phải có những cái khoản như thế. Yeah. À, chi bao nhiêu cho bản thân, chi bao nhiêu cho cái hoạt động cuộc sống hàng ngày, chi bao nhiêu cho học hành, chi bao nhiêu cho tiết kiệm, thí dụ như thế. Đó, khoản để dành bao nhiêu cho tiết kiệm. Yeah. Thì mình phải tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta có một cái sự phân bổ cho nó hợp lý. Tức là phải rõ ràng các khoản ra. Phải rõ ràng các khoản. Cái khoản đó bắt buộc phải có. Còn bỏ vào bao nhiêu thì do mình. Tại vì nếu mình không ý thức vậy á, mình dễ chi tiêu theo cảm xúc. Ví dụ nếu mà chúng ta không có ý thức tiết kiệm thì mới nhận lương 20 triệu đi nhậu một cái hết trơn. Dạ. thường người ta hay nói đến một cái con số phần trăm nên dành cho tiết kiệm như là 10% hay là 15%, thì anh có nghĩ đó là một con số có thể tham khảo không? Cái mấy con số đó không có đáng tin cậy. Dạ. Tại vì nếu mà chúng ta áp dụng mấy con số đó thì thí dụ anh Khánh á, bản thân anh Khánh áp dụng được, nhưng mà tôi thì lại có khi không áp dụng được. Dạ. Nên là những cái con số đó thì tôi cũng nghe người ta nói nhiều rồi. Nhưng mà tôi nghĩ nó không có đáng tin cậy đâu. Đó, nhưng mà mình chỉ cần ý thức được làm sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình là được. Vâng, thì lúc nãy anh có nói cái ý rằng là kiểm soát chi tiêu xong rồi để dành tiết kiệm, xong làm thế nào để gia tăng cái thu nhập nữa. Thì ở đây có những cái cách gì để gia tăng thu nhập? Có thể nói rõ hơn. Bây giờ mình bắt đầu từ cái công việc của thí dụ như là mình, tôi nói mấy anh chị là công nhân đi, tức là những người mà ít có cái cơ hội để gia tăng thu nhập nhất. Thì mình lấy thí dụ như thế. Thế thì bây giờ đi làm thì công ty là trả mình một cái khoản lương nhất định, đúng không? Đó. Nhưng mà thường á, cái doanh nghiệp nào cũng vậy thôi, công ty nào cũng thế. Tức là người ta đều tạo cái cơ hội cho anh tăng thu nhập. Thí dụ như là công ty người ta có đơn hàng nhiều thì bắt đầu người ta tăng ca. Đó, người ta tăng giờ làm. Đó, thì những cái khoản đó nếu như lúc mà mình thu nhập thấp á, mình nên tranh thủ. Đó, mình tranh thủ, mà ý tôi muốn nói là khi chúng ta còn trẻ, chúng ta mới bắt đầu bước vào nghề, chúng ta hãy tập cái thói quen là một người chăm chỉ. Đó. À, mặc dù tôi ký hợp đồng với anh Khánh nói trả tương nhiêu đó, nhưng mà nếu mà tôi làm vượt cái khả năng, cái vượt cái mức mà anh Khánh kỳ vọng thì tất nhiên anh Khánh sẽ, công ty anh Khánh sẽ có cái cơ chế để trả cho tôi, đúng không? Dù tôi tăng ca rồi tôi sáng tạo đồ này kia thì anh cũng có khen có thưởng. Đó. Đó, có nghĩa là ý tôi muốn nói là chăm chỉ, tại vì khi chúng ta chăm chỉ thì chúng ta sẽ có cơ hội thăng tiến, và khi thăng tiến thì đi theo đó là mức thu nhập nó sẽ cao hơn. Đó. Cái thứ hai, nghĩa là trong quá trình mình làm á, thì mình chú ý trau dồi cái năng lực của mình. Nghĩa là khi chúng ta có khả năng lên thì chúng ta thay dễ dàng thăng tiến hơn. Và nếu như anh Khánh đủ việc tôi ra chỗ khác tôi làm thì tôi cũng có cái thu nhập cao hơn. Chứ coi cho nên ý nó là cái sự chăm chỉ nó sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm cái nguồn thu nhập mà lẽ ra cam kết ban đầu là bao nhiêu đó. Anh hứa anh trả tôi 10 triệu. Nhưng mà nếu tôi tăng ca, tôi làm năng suất cao hơn. Đó, thì tất nhiên anh sẽ trả nhiều hơn. Còn nếu như mà mấy anh chị làm văn phòng, mấy anh chị có ý tưởng, có thông minh, có sáng tạo, thì chủ doanh nghiệp người ta sẽ có cơ chế để người ta thưởng cho mình. Cho nên chăm chỉ đó là một cách. Đó. Rồi. Khi chúng ta chăm chỉ để chúng ta gia tăng thu nhập, thì cái tiếp theo nữa là chúng ta phải nghĩ đến cái phương án là đa dạng cái nguồn thu. Như thế nào? Đa dạng cái nguồn thu. Mình, tôi nói cái chuyện đơn giản như thế này. Đầu tiên á, thí dụ như là nguyên tắc này, để tránh cái rủi ro về thu nhập, chúng ta phải đa dạng nguồn thu. Đó, đa dạng nguồn thu bằng cách nào? Thí dụ như là bình thường á là tôi làm việc này, nhưng mà tôi có thể giờ quan hệ quen biết với anh Khánh mời tôi nói talk show, nó trả tiền tôi, ví dụ này, đúng không? Tôi lấy thí dụ như thế nha. Rồi tôi là một kỹ sư đi, ngoài cái việc mà tôi làm cho công ty ra, khi mà cái tay nghề tôi nó giỏi rồi có nhiều người biết tới, thì những cái doanh nghiệp khác họ có thể mời tôi làm thêm một cái số cái dự án ngoài giờ, hay là mấy anh chị làm kế toán ngoài kế toán công ty thì tối có thể đi nhận chứng từ về để mình làm. Có nghĩa là ngoài cái thu nhập ở công ty, mình hoàn toàn có thể mình vẫn thực hiện đúng cái cam kết với công ty. Đó, mình cũng nỗ lực có làm thêm ngoài giờ. Mình có thể làm thêm ngoài giờ, mình có thể là sử dụng cái năng lực, cái kinh nghiệm của mình có được trong quá trình mình làm việc để mình có thêm nhiều cái nguồn thu, cái công việc freelance chẳng hạn. Đó, đúng rồi. Rồi đó là cái cách mà tất cả các bạn trẻ đều có thể sử dụng. Đó, nhưng mà 2-3 năm sau câu chuyện nó sẽ khác. Đó, khi tôi gia tăng thu nhập và tôi ý thức tiết kiệm thì một lúc nào đó tôi sẽ có một cái khoản tiền tích lũy. Anh Khánh đồng ý không? Yeah. Đó, thì cái khoản tiền tích lũy đó tôi bắt đầu tôi tính đến cái việc mà tôi sẽ nghiên cứu cái cơ hội nào để tôi bỏ cái tiền đó vô mà nó đẻ ra cái thu nhập cho tôi. Là bắt đầu mình dùng đồng. Đó, mình bắt đầu. Nếu mà thấp quá thì chúng ta lựa chọn những cái kênh đầu tư thấp thôi. Ví dụ như là chúng ta có thể góp cùng với bạn bè để mà làm một cái việc kinh doanh gì đó nhỏ nhỏ. Còn nếu như mà chúng ta có hiểu biết về thị trường tài chính thì chúng ta có thể lựa chọn một số cái kênh đầu tư cổ phiếu, đầu tư chứng khoán. Nó cũng có thể sinh lợi. Chứng khoán là bao nhiêu tiền cũng đầu tư được chứ, đúng không?
Rồi, nếu mà mình muốn tính dài hơi hơn tí xíu nữa đó, thì chúng ta có thể thí dụ như sử dụng đòn bẩy tài chính mua ngân hàng, mua dùng cái tiền đó ha, để mình mua mua cổ phiếu hay là cái gì đó, hay là mình có thể đi vay thêm tiền để mình mua nhà. Mình mua cái nhà bắt đầu mình thí dụ giờ ra trường không có nhà đi thì ở nhà thuê. Giờ ở nhà thuê thì tốn tiền thuê nhà đúng không? Mình mua cái nhà, mình vay ngân hàng hàng tháng mình trả lãi thì giống như là mình ở nhà thuê của mình đi. Đó. Rồi một lúc nào đó có tiền thì mình có thể là gì mua thêm cái nhà nữa, thí dụ vậy đó. Để mình có được cái thu nhập từ cái nhà đó. Ý tôi muốn nói là khi chúng ta tích lũy một tài sản thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái tài sản đó để mà tạo ra cái thu nhập trong tương lai. Đó. Và tôi bảo đảm nếu mấy anh chị làm đúng cái nguyên tắc như tôi nói thì trong vòng 5 năm thì cái dòng tiền về tài chính của mình á, tại vì quản lý tài chính suy cho cùng là tiền vào tiền ra. Mình làm sao cho đa dạng cái nguồn thu. Mình tiết kiệm chi tiêu, đa dạng nguồn thu. Và như vậy thì chỉ cần vài năm sau thì cái hoàn cảnh tài chính của mình nó sẽ khác so với những năm đầu rất là nhiều. Nếu chúng ta ý thức, tôi bảo đảm là trong vòng 5 năm thôi nó sẽ khác. Còn nếu chúng ta không ý thức những gì tôi vừa nói thì 5 năm sau cũng giống y chang như người mới ra trường. Bây giờ cụ thể hơn ở một cái mức 20 triệu một tháng như lúc nãy giờ chúng ta ví dụ đi. Thì với mức thu nhập đó và có một ước mơ là mua nhà thì sẽ phải hoạch định như thế nào theo anh? Câu hỏi của anh rất là hay. Thật ra thì nhiều người bạn trẻ cũng suy nghĩ chuyện đó là ước mơ của thí dụ như tôi đọc một số tờ báo á, nói là bây giờ thu nhập 20 triệu thì chắc khoảng cỡ mấy chục năm sau cả đời không mua được cái nhà. Sao mà cả đời không mua được cái nhà, 5 năm là dư sức mua được, làm như đó. Thế nào đó, bây giờ mình hình dung như nào. Thí dụ giờ á, một cái căn hộ chung cư thôi mình nói giá nó bèo bèo rồi 2 tỷ đi nha. Như vậy á, thì anh có bao nhiêu tiền anh có thể mua được? Nghĩa là nếu mà anh đi làm lương tháng 20 triệu nữa, nếu anh tính đi, thì nếu mà để tiết kiệm kiểu đó rồi chắc 20-30 năm sau đủ 2 tỷ mua, đúng không? Nếu mà tiết đó, kiệm nếu, thì nếu mà anh nghĩ như vậy thì anh sẽ không bao giờ anh mua được. Nhưng mà bây giờ á, nếu mà tôi có tiết kiệm được 300 thì tôi mua được chứ. Tôi tiết kiệm 300 nghĩa là tôi đi vay thêm một ít, đúng không? Tôi vay thêm ít thì á, nghĩa là tôi vay cái phần còn lại. Như vậy thì khi tôi mua á, tôi mua được cái nhà đó là tôi vay. Như vậy thì á, là cam kết với ngân hàng là tôi sẽ trả hàng tháng. Như vậy á, thì á, cái đó là tôi đang sử dụng đòn bẩy tài chính. Tại sao tôi có 300 triệu mà tôi sở hữu được một cái tài sản 2 tỷ? Nói là mình dùng đòn bẩy tài chính là 1 tỷ 7, đúng không? Ví dụ vậy mình đi vay đó. Còn nếu như mình vay ngân hàng mà ngân hàng không cho mình 1 tỷ 7 đó, thì bây giờ vay bạn bè, cha mẹ gì đó. Như vậy thì á, mà khi chúng ta đi vay tiền và chúng ta nợ, ở trong cuộc đời này á, nợ nó mới có. Anh phải hiểu một cái đạo lý rất đơn giản, muốn có là phải nợ. Không ai, ví dụ giống như cuộc sống thôi, giống như ông bà mình hay nói cái câu, có nghĩa là có duyên, có nợ thì mới có nhau, đúng không? Nếu anh không nợ anh không có gì hết. Và anh nợ càng nhiều thì anh sẽ ý thức hơn việc đó. Nếu là anh đi làm, anh sẽ chăm chỉ hơn, nó tạo áp lực cho anh chăm chỉ hơn. Và chính cái sự chăm chỉ đó nó phát triển cái năng lực của bản thân anh nữa. Đó, anh không có lạ, anh không có xa đà. Khi anh chi tiêu, anh ý thức, anh tiết kiệm. Chỉ cần mấy anh chị nợ một cái đi là tự nhiên những cái chuyện mà tôi nói nãy giờ cho mấy anh chị đó, mấy anh chị tự ngộ ra hết chứ không cần phải nghe tôi nói. Đó. Là cầm 20 triệu để dành rồi bắt đầu vay thêm. Vay thêm và hàng tháng là phải trả lãi. À, với mức 20 triệu làm sao để đủ trả lãi? Bây giờ như vậy nè. Thì đã nói rồi, dù bây giờ 20 triệu, bây giờ năm nay 20 triệu nhưng năm sau chắc gì anh là 20 triệu. Bởi vì bây giờ anh cứ chăm chỉ hàng ngày. Chứ nói chung là mục tiêu trong cuộc sống là gì? Nghĩa là năm sau thu nhập nó phải cao hơn năm trước. Nó đạo lý, mà ngay cả tiền lương nó cũng cao hơn mà. Đúng không? Thì đó nghĩa là ý tôi nói là mình phải thực hiện cái nguyên tắc thứ hai hồi nãy, nghĩa là phải chăm chỉ để mà gia tăng thêm cái thu nhập. Đó, rồi đó để mình trả lãi. Thứ hai á, là mình khi mình ý thức vậy đó, mình ý thức vậy đó thì cái cơ hội tăng thu nhập mình nó sẽ cao hơn. Đó. Thứ hai nữa là cũng không lo. Bởi vì thí dụ như chúng ta đầu tư thì cái tài sản mình đầu tư nó cái giá trị vốn hóa nó tăng lên mà. Nhưng mình hiểu hôm nay giờ tôi mua cái nhà 2 tỷ nhưng năm sau khi nó lên 3 tỷ không chừng. Năm sau khi nó lên 4 tỷ không chừng. Mà lúc đó tôi kẹt quá tôi bán tôi cũng có lời. Đó, cho nên nếu mà chúng ta không sử dụng đòn bẩy tài chính thì chắc chắn chúng ta sẽ không có. Cho nên cái sử dụng đòn bẩy tài chính là cái rất quan trọng, mà đối với bất kỳ cá nhân nào chúng ta cũng phải ý thức chuyện đó. Đó, giờ tôi không nói đâu xa bản thân tôi thôi. Ngày xưa cũng giống như mọi người, thu nhập nó cũng rất là thấp. Nhưng mà tôi cứ theo nguyên tắc đó và tôi sử dụng đòn bẩy tài chính. Bây giờ tôi bẩy cũng khá nhiều tài sản. Tức là vay mua tài sản. Vay mua tài sản. Thậm chí là có những lúc mình vay mà cái khả năng thanh toán mình không có luôn. Mình muốn vay. Bởi vì tôi biết chắc là tại vì quan trọng nhất anh phải nghiên cứu được cái cơ hội. Mình biết là bây giờ mình cố gắng chịu đựng cho một năm.
Nhưng mà ví dụ qua cái năm đó thì cái tài sản mình mua á, khi mà anh bán ra thì chắc chắn có khi anh bán nó dư cái tiền lãi, nó cao hơn cái tiền lãi anh trả ngân hàng rất là nhiều. Như vậy là chúng ta có lời và chúng ta cứ thực hiện theo đúng cái nguyên tắc là sử dụng đòn bẩy tài chính. Doanh nghiệp cũng vậy. Yeah. Doanh nghiệp họ muốn bẩy cái tỷ suất sinh lời của họ lên, họ xài đòn bẩy tài chính rất lớn. Thì mấy anh chị cứ thấy đi, cái ông nào mà chúng ta đọc báo nghe nói ông đó giàu có nhất, tài sản nhiều nhất, ông đó cũng là ông nợ nhiều nhất. Tức thì là phải có nợ đó. Không có nợ thì không có. Một ngôn ngữ dễ hiểu. Đạo lý là nợ có. Anh không nợ thì anh sẽ không có. Và quản lý tài chính cá nhân mà anh muốn thoát khỏi cái dòng luẩn quẩn. Ý tôi nói là dòng luẩn quẩn. Nếu mà anh 20 triệu rồi cái hàng tháng anh xài tiết kiệm được 5 triệu, tháng sau có sự cố lấy 5 triệu rồi ra sạc. Mà cứ hết. Mà cứ lòng vòng anh cứ luẩn quẩn, cuộc sống anh không có lối thoát. Cho nên đó là mình phải biết đây cái giai đoạn đầu là giai đoạn hy sinh. Nó hy sinh, cắt giảm chi tiêu, ý thức trong tiết kiệm, nghiên cứu cơ hội để đầu tư. Và khi mà anh đã có một số tiền và anh chọn được một cái cơ hội hợp lý rồi và anh đã đầu tư đúng hướng rồi thì ngay lập tức cái cuộc đời tài chính của anh nó sẽ thoát ra một cái dòng luẩn quẩn đó. Là nó sẽ chuyển sang một cái trạng thái mới, nghĩa là có thu nhập nó thoải mái hơn, tại vì mình có thêm nhiều cái nguồn thu nhập từ cái tài sản mình tiết kiệm. Và phải chấp nhận cân nhắc yếu tố là phải có nợ, tức là phải dùng đòn bẩy tài chính. Đúng, phải để nợ. Mà bứt phá đưa cái nguồn thu nhập mình nó lên một cái cơ một cái trang một cái bước mới, đúng không? Tôi nói chuyện với mấy anh chị á, tôi hỏi giờ tình hình tài chính làm sao, cái mấy anh chị nói chung là vợ chồng đủ sốc, không có nợ ai. Tôi nói không nợ sao giàu. Tôi nói nợ không có gì xấu hổ cả. Đúng không? Anh nợ càng nhiều chúng tôi, anh là người càng uy tín thôi. Anh có uy tín tại mới dám cho anh nợ chứ. Đúng không? Bây giờ anh đi vay được ngân hàng càng nhiều thì khi anh vay ngân hàng họ thẩm định cái thu nhập của anh, thẩm định cái con người của anh như thế nào. Anh có sa đà không? Đúng không? Vậy anh có thu nhập ổn định không, ngân hàng ta mới dám cho anh vay. Và như vậy thì rõ ràng là cái người càng nợ càng nhiều thì họ càng uy tín chứ sao. Cho nên là không có gì xấu hổ với chuyện đó, phải dùng đòn bẩy tài chính. Nếu thật sự muốn 20 triệu mà mua được nhà thì bắt buộc phải có những phải dùng đòn bẩy tài chính thôi, chứ không còn cách nào khác. Và dù đi nhiều thế nào thì cũng phải kiểm soát chi tiêu và tìm cách để tăng thu nhập. Đúng rồi. Song song với việc là sử dụng đòn bẩy để mà tăng cái khả năng mua tài sản của mình lên. Tăng cái khả năng sinh lời của tài sản. Tăng sinh lời tài sản lên. Vậy thì 20 triệu hay là 30 triệu hay là 100 triệu hay thậm chí 10 triệu, tất cả đều có thể theo cái tỷ lệ đó để mình cố gắng mình tập trung là làm thế nào để gia tăng lên. Tức là một mức nào thì cũng đều có thể sử dụng bốn cái nguyên lý này để kiểm soát tài chính. Dù nhiều hay dù ít. Đúng rồi. Thật ra đó thì mà chúng ta nói chuyện theo cái cuộc đời của người đó, mình sẽ dễ hình dung thôi. Ví dụ như bây giờ là mới ra trường thì thu nhập mình nó thấp và ai cũng thế thôi. Đó, bây giờ tôi giả sử anh là con nhà nghèo nha, không có con nhà giàu thì chuyện khác. Mình nói con nhà nghèo nghĩa là mình là người độc lập á, nên là sống độc lập không có phụ thuộc vào tài chính của ai đó, thì bước ra trường bạn nào cũng vậy thôi. Đó, thu nhập mình thấp, 20 triệu là cao rồi đó. Đó. Như vậy thì là nhưng mà từ từ chúng ta sẽ tăng cái thu nhập của mình lên. 20 triệu á thì chúng ta không có nên nói con số này. Bởi vì chúng ta hiểu hôm nay 20 triệu nhưng năm sau tôi có thể 25. Nếu theo nguyên tắc tôi nói làm việc chăm chỉ thì tất nhiên anh được thăng tiến trong công việc đó, anh sẽ tăng ca giảm gì đó, năng suất anh cao, anh được lên thì tất nhiên cái thu nhập anh nó sẽ lên thôi. Đó, mình hiểu hôm nay vậy đó thì mình nói cái tầm đó. Như vậy thì làm sao làm đó, nếu mà anh có thu nhập 100 triệu hay là 50 triệu mà anh không thực hiện những nguyên tắc như tôi vừa nói thì cũng vậy thôi. Tại vì tôi cũng có người bạn của tôi là lớn tuổi hơn tôi rất là nhiều, bây giờ thì vẫn còn đi ở nhà trọ, nhưng mà anh này rất là có năng lực, làm trưởng phòng đồ này kia, thu nhập cũng không phải là 20 đâu, 30 đó. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh có một cái tài sản gì tiết kiệm không, anh nói đó giờ không có vợ cho nên làm nhiều nhậu hết. Tức là tóm lại là dù lương thật cao nhưng nếu không quản lý đủ, không quản lý hiệu quả thì cuối cùng cũng không để dành được bao nhiêu, cũng vậy không thôi. Xin lợi nhiều. Đúng. Còn nếu thu nhập thấp hơn nhưng nếu biết quản lý thì vẫn có thể xin tiết kiệm được và xin lợi sau này. Dạ đúng rồi anh. Đó, dạ, cuối cùng là vẫn quay về cái chuyện là quản lý thật tốt dù là thu nhập cao hay thấp. Đúng. Và nãy anh có nói cái ý cũng rất là thú vị, đó là cái chuyện là chi tiêu theo cảm xúc. Có cách nào để mình từ bỏ cái thói quen này, hay là cái động lực nào, hay là cái cách phương cách nào để từ bỏ thói quen này? Có một cái nhà kinh tế học đoạt giải Nobel năm 2017 đó. Yeah. Thì ông ta đưa ra một cái lý thuyết gọi là kinh tế học hành vi đó, chắc anh Khánh có nghe cái lý thuyết này. Có nghĩa là thông thường á là mấy anh chị đi học ở nhà trường đó thì những cái mô hình, những học thuyết kinh tế mà mấy thầy dạy đó thì hay giả sử là cái con người là duy lý. Mình hiểu hôm nay duy lý có nghĩa là gì? Nghĩa là làm gì nó cũng tính toán rất là hợp lý.
Đó, ví dụ anh tiêu cái món hàng gì đó anh phải tính sao cho chi phí thấp nhất để thỏa mãn được cái nhu cầu của anh. Nhưng mà thật sự thì 90% là người ta là sống theo cảm xúc. Ví dụ như muốn mua cái món hàng gì đó thì cái ví dụ như bà vợ tôi bà bị hoài, bà vô siêu thị bà mặc thử một cái áo, bắt đầu ở trong siêu thị rồi người ta mannequin đồ này kia đưa ánh sáng đồ mặc lên, bà nào cũng giống như bà tiên vậy đó, phải không? Đó, bắt đầu về nhà bà mặc vô bà thấy đẹp quá bà mua 2-3 cái luôn đó, nhưng mà về nhà mặc xấu buồn thì đó, thật ra bắt đầu có ý định bà mua gì đâu, cảm xúc nhưng đó. Mà các doanh nghiệp á, người ta dùng những cái biện pháp marketing, biện pháp PR quảng cáo gì đó để cảm xúc mình, đúng không? Người ta tác động vô cái cảm xúc thì đó, nhưng mà thu nhập chúng ta thấp á thì chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với những cái chỗ đó để mà sập cái bẫy đó. Cái này gọi là cái bẫy của chi tiêu đó, không phải là chuyện giỡn đâu. Tránh bẫy cảm xúc. Chúng ta tránh được cái bẫy của cảm xúc, nó rất là quan trọng. Cảm ơn anh rất nhiều. Và những lời khuyên rất là thiết thực. Cảm ơn anh, hy vọng là gặp anh tiếp tục trong những chương trình lần sau. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa rồi là những cái chia sẻ của tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, và tôi nghĩ là cũng vô cùng hữu ích dành cho các bạn đang đi làm, đặc biệt là các bạn trẻ khi chúng ta vẫn băn khoăn về chuyện làm thế nào để quản lý tài chính. Tóm lại thì dù thu nhập cao hay thấp thì vẫn phải có một cái phương pháp quản lý tài chính một cách hiệu quả. Và cái bước đầu tiên đó là kiểm soát chi tiêu, và sau đó là tìm cách để gia tăng thu nhập. Và kế đến là nếu chúng ta có mong muốn được sở hữu những cái tài sản lớn hơn thì phải dùng tới đòn bẩy, tức là phải có nợ, phải vay, và có một cái kế hoạch quản lý gia tăng thu nhập, để từ đó chúng ta có thể nhắm đến mục tiêu một cái tài sản lớn hơn. Thì dù thu nhập thấp hay cao thì hoàn toàn mọi chuyện đều khả thi, nếu chúng ta thực sự biết kiểm soát chi tiêu và biết để ý đến những cái khoản thu nhập của mình, mà tìm cách để gia tăng thu nhập trong suốt quá trình đó. Thì hy vọng là những thông tin vừa rồi cũng là những cái thông tin dành cho các bạn tham khảo, và chúng tôi sẽ tiếp tục những nội dung liên quan đến chủ đề này trong những chương trình lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn anh Điền.